Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một dòng sản phẩm của Geyser, đó chính là Geyser Vuasa. Và kể đến đầu tiên đó chính là máy lọc nước Nano Geyser Vuasa 3. Mọi người có thể nhìn thấy được rằng thiết kế bên ngoài đó chính là tủ tre cao cấp. Tủ tre này thì có thể giúp ngôi nhà của mình thêm phần thiết kế sang trọng hơn, và ngoài ra thì có thể bảo vệ được các lõi lọc và cũng như máy bên trong, tránh nhiễm khuẩn ở trong máy và cũng như là thêm tạo ra nguồn nước tránh nhiễm khuẩn hơn. Và với thiết kế tủ tre như này thì mình có thể dễ dàng đóng mở thuận tiện hơn. Mình có thể mở ra và đóng lại, có thể vệ sinh máy một cách dễ dàng hơn. Và với máy lọc nước Nano Geyser Vuasa 3 thì là dòng máy lọc nước nguyên khối, là tức là khi mà mình thay thế, mình sẽ thay thế trọn bộ cả ba lõi lọc. Thay thế trọn bộ cả ba lõi lọc như này thì sẽ giúp được chất lượng nước ổn định hơn và chất lượng nước sạch hơn. Và ngoài ra, cái ưu điểm của máy lọc nước Nano Vuasa 3 thì ứng dụng công nghệ nano tổng hợp 4:1 được cấp bằng Battel. Và tiếp theo đó chính là giữ và tăng cường hấp thụ canxi và dạng canxi thông thường sang dạng aragonite, giúp cơ thể dễ hấp thụ ion canxi hơn so với các dạng canxi thông thường. Và tiếp theo đó chính là có công nghệ, đó chính là công nghệ chống bám cặn điện cực, đó chính là quasi softening, công nghệ chống bám cặn điện cực tiên tiến nhất hiện nay. Và tiếp theo đó chính là có đột phá công nghệ ba lõi lọc nguyên khối và tối ưu được chi phí sử dụng và lắp đặt. Và kể đến Vuasa 3 thì chúng ta sẽ phải tiếp đến đó chính là Vuasa 4. Vuasa 4 cũng thiết kế và vỏ tủ tre như Vuasa 3 đây, cũng đóng mở rất là dễ dàng và cũng như là thêm phần sang trọng cho ngôi nhà của nhà mình. Với thiết kế vỏ tủ tre thế này thì mình có thể treo tường hoặc là để bếp thì sẽ phù hợp với không gian của gia đình mình hơn. Máy lọc nước Nano Geyser Vuasa 4 có khả năng lọc xử lý chuyên dụng cho nguồn nước cứng. Và máy lọc nước ứng dụng công nghệ nano tổng hợp 4:1 được cấp bằng Battel và có khả năng là giữ và tăng cường khoáng chất cho cơ thể, giữ và tăng cường hấp thụ dạng ion canxi thể aragonite, dạng thanh mạnh giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn. Và kể đến cũng có công nghệ, đó chính là công nghệ chống bám cặn điện cực quasi softening với công nghệ lọc tối ưu nhất. Và tiếp theo đó chính là máy lọc nước Geyser Vuasa 5. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là dòng máy lọc nước RO Nano kết hợp 2:1 của Geyser Vuasa 5. Với dòng máy Geyser Vuasa 5 này, ưu điểm vượt trội đó chính là phù hợp với nguồn nước ngầm, nguồn nước mưa, nguồn nước giếng đã qua xử lý. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy được rằng với có thiết kế thêm đó chính là bình áp. Bình có bình áp, có nước thải với công suất đó chính là 200 lít trên một ngày. Và với máy lọc nước Geyser Vuasa 5 có sử dụng điện, sử dụng trong nguồn nước yếu dưới 36 bar. Và tiếp đến, máy lọc nước RO Nano này được cải tiến với máy lọc nước RO, đó chính là có thể khả năng giữ khoáng đến 30%. Vừa rồi mình đã tổng quan được 3 dòng sản phẩm của Geyser Vuasa. Và các bạn có những bình luận hay thắc mắc gì thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.